Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ bảy ngày 2 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thời sự tối nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Đa dạng sản phẩm nông sản được bày bán tại phiên chợ Cam Hưng Yên năm 2023. Thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi và giải ngân vốn đầu tư công. Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại phố Trúc, khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang đã diễn ra phiên chợ Cam Hưng Yên năm 2023. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Hưng Yên. Phiên chợ thu hút sự tham gia của 50 gian hàng đến từ các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh tại các địa phương trong tỉnh. Ngay từ đầu giờ sáng thì tại phố Trúc, khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang đã có đông đảo du khách tới tham quan và dự phiên chợ cam năm 2023. Sự kiện do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá và khẳng định chất lượng sản phẩm cây có múi nói chung và sản phẩm cam Hưng Yên nói riêng tới đông đảo người tiêu dùng. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 2 tới ngày 3 tháng 12 năm 2023. Phiên chợ cam Hưng Yên tiếp nối chuỗi sự kiện xúc tiến tiêu thụ nông sản của tỉnh để giới thiệu, quảng bá và khẳng định chất lượng sản phẩm cam Hưng Yên nói riêng và các loại quả có múi nói chung, các sản phẩm công nghiệp nông thôn, làng nghề của tỉnh với người tiêu dùng. Phiên chợ thu hút sự tham gia của 50 gian hàng đến từ các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Do ảnh hưởng của thời tiết, sản lượng cam có giảm hơn so với năm 2022. Song nhờ sản xuất ra sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nên cam bán được giá. Tại Eco Park, giá cam Hưng Yên từ 30 đến 35 nghìn đồng một kg, cam đường canh từ 50 đến 60 nghìn đồng một kg. Có như phiên chợ như thế này thì chúng tôi thấy rất là vui và phấn khởi, bởi vì là tất cả những cái đặc sản Hưng Yên rất là ngon và rất là chất lượng. Chúng tôi rất thích có những cái phiên chợ như thế này. Vừa rồi chúng tôi vừa thưởng thức ở tại quầy đấy thì chúng tôi thấy là đúng là ngọt kỳ lạ luôn ý. Chắc chắn là tôi sẽ lựa chọn cam này và ngay bây giờ tôi đã mua một ít rồi. Tôi là cư dân của Eco Park, hôm nay tham dự cái phiên chợ này thì tôi thấy là các sản phẩm nhất là hoa quả thì chất lượng đảm bảo và cam thì rất là ngon, ngọt, thơm và ổi cũng vậy. Giá cả thì nó cũng hợp lý. Hưng Yên có trên 1.800 hecta cam được trồng tại các huyện, thành phố Văn Giang, Khói Châu, Kim Động, Phù Cử, thành phố Hưng Yên. Với quy trình sản xuất thâm canh hiện đại đã tạo ra cho sản phẩm tốt về chất lượng, đẹp về mẫu mã, an toàn cho người sử dụng và đặc biệt là cho sản lượng và giá trị kinh tế cao. Ước sản lượng năm 2023 đạt trên 21.000 tấn quả. Bà chủ vườn ạ. Rất là đông khách mua, từ sáng tôi cũng bán khá nhiều rồi. Tỉnh Hưng Yên tổ chức ở tại Eco Park thì là cũng là làm lợi nhuận cho và các bà con nông dân và gia đình chúng tôi, từ bà con xa xôi đã biết chất lượng cam. Ngoài quảng bá sản phẩm cam Hưng Yên, cam đường canh, long nhãn, mật ong, hạt sen sấy ăn liền, phiên chợ cũng là dịp để các hợp tác xã, nhà vườn, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cam Hưng Yên trao đổi lắng nghe những góp ý của người tiêu dùng đối với sản phẩm để không ngừng nâng cao chất lượng, phương thức, phục vụ nhằm đưa cam Hưng Yên không ngừng vươn xa. Phát biểu tại lễ khai mạc phiên chợ cam Hưng Yên năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất ra các sản phẩm nông sản chất lượng được nhiều người ưa chuộng. Trong đó có sản phẩm cam Hưng Yên. Đồng chí mong muốn các hộ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cam Hưng Yên sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm. Các sở ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại tới người tiêu dùng, du khách trong và ngoài nước, góp phần mang lại giá trị kinh tế cao cho người sản xuất. Thời gian qua, huyện Kim Động tích cực triển khai thực hiện nghị quyết số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về chủ trương bố trí bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là người địa phương. Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động tổ chức công bố quyết định điều động luân chuyển vị trí công tác của 3 bí thư Đảng ủy, 3 chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đến đảm nhận giữ các chức danh bí thư Đảng ủy, phó bí thư Đảng ủy và giới thiệu bầu giữ chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân tại các xã Ngọc Thanh, Song Mai, Chính Nghĩa, Đồng Thanh, Thọ Vinh, Hiệp Cường, Vĩnh Xá và thị trấn Lương Bằng.
Đến nay, huyện Kim Động có 8 trên 17 bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân xã thị trấn không phải là người địa phương. Thời gian tới, huyện Kim Động tiếp tục bố trí thêm để có trên 50% các đồng chí bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân xã không phải là người địa phương. Rất nhiều quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được chính quyền chào đón và dành sự quan tâm hỗ trợ, tư vấn giúp các quân nhân sớm ổn định cuộc sống. Việc làm trên thể hiện sâu sắc trong việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội của các chính quyền cơ sở. Ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2019, đảng viên trẻ Đào Mạnh Đức được Ủy ban Nhân dân xã Long Hưng, huyện Văn Giang chào đón, tiếp nhận và bố trí công việc. Thời gian đầu là cán bộ đoàn, đến tháng 10 năm 2023 này tiếp tục được bổ nhiệm là phó chỉ huy ban chỉ huy quân sự xã. Trong quá trình làm việc, tôi luôn luôn được mọi người giúp đỡ, tạo điều kiện. Tôi thấy rất là tự tin và thoải mái. Đây cũng là một cái động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tương tự như vậy, đảng viên trẻ Trần Hồng Đăng đã được Ủy ban Nhân dân xã Đức Hợp, huyện Kim Động tiếp nhận và bố trí công việc. Thời gian đầu là nhân viên đài truyền thanh, sau đó là phó bí thư xã đoàn kiêm phó chỉ huy ban chỉ huy quân sự xã. Với bản lĩnh của người lính, sức trẻ và lòng nhiệt huyết cùng những kinh nghiệm sống đã được rèn luyện tu dưỡng trong quân ngũ đã giúp chàng trai trẻ luôn tự tin vững vàng trong thực hiện nhiệm vụ. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, xã cũng tạo điều kiện và cho tôi làm việc. Quân đội cũng đã rèn luyện tôi trở nên thành con người vững vàng, bản lĩnh về tư tưởng chính trị và giúp cho tôi trong thời gian làm việc trở nên tự tin hơn. Những năm gần đây, các quân nhân sau khi xuất ngũ không chỉ được chính quyền chào đón, quan tâm mà còn được các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn tư vấn định hướng, thậm chí là mời gọi vào làm việc ngay. Thực tế có tới 80% các quân nhân từ đó có việc làm hoặc học nghề, qua đó cho thấy sự quan tâm đặc biệt của xã hội đối với các thanh niên khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Quý vị và các bạn, tiêm chủng mở rộng là chương trình tiêm chủng quốc gia miễn phí bảo vệ trẻ khỏi mắc một số loại bệnh truyền nhiễm phổ biến như lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, viêm não Nhật Bản. Tuy nhiên, từ năm 2022 đến nay, việc thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng diễn ra thường xuyên, có khi kéo dài liên tục nhiều tháng liền. Điều này khiến nhiều trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng phải trì hoãn tiêm hoặc chuyển sang tiêm dịch vụ, tỷ lệ tiêm chủng không đạt theo kế hoạch. Cũng giống như nhiều trạm y tế khác, hôm nay đến lịch tiêm chủng mở rộng cho trẻ, song trạm y tế xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên chỉ còn 3 loại vaccine, trong đó có 2 loại dành cho trẻ là vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản B, vaccine sởi rubella và một loại để tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai. Hầu như là tháng nào cũng thiếu vaccine, ví dụ như là cái DBT đấy, cái vaccine phòng bệnh bạch hầu hoặc là uốn ván cho trẻ từ 18-24 tháng đấy, là thiếu rất nhiều tháng nay. Thế còn uốn ván cũng có tháng thiếu, như tháng trước cũng thiếu uốn ván này. Thế rồi là cái 5 trong 1 thì là tình trạng gần đây, sởi hoặc là cái vaccine tiêm phòng bại liệt, ảnh hưởng rất nhiều đến cái tỷ lệ tiêm chủng nói chung của trạm. Để bảo đảm đúng lịch tiêm của trẻ, có gia đình chấp nhận bỏ tiền đi tiêm chủng dịch vụ, tuy nhiên nhiều bà mẹ không có điều kiện kinh tế đành chọn giải pháp chờ đợi mấy tháng liền đến khi nào trạm y tế có vaccine để tiêm chủng cho con. Hôm nay là em cho bé đi tiêm 5 trong 1, nhưng mà ở đây em thấy là các bác nói là tiêm 5 trong 1 thì đang hết thuốc, chắc phải mấy tháng mới có, nên là em định cho bé đi tiêm dịch vụ 6 trong 1 luôn. Nhà em có 2 bé, nó ra đây mấy tháng rồi nhưng mà cái mũi OVV ấy thiếu mất mấy tháng nay rồi, còn bé thì mũi 5 trong 1 lần 3 ấy ạ. Là cũng thiếu tháng 2, tháng thứ 2 rồi ạ. Thực ra là nếu mà có điều kiện thì em chưa đi dịch vụ đấy ạ. Nhưng mà hoàn cảnh không có thì em phải đợi ạ. Tháng nào em ra hỏi. Do đã tìm hiểu trước tầm quan trọng của mũi tiêm vaccine viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu cho trẻ sơ sinh, chị Xuân ở thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam vừa sinh con gái đầu lòng ở Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Hưng Yên cũng mong muốn cho con được tiêm. Nhưng được bệnh viện thông báo vaccine đã hết từ cuối tháng 10 năm 2023. Em được biết là khi mà em bé sinh ra thì trong vòng 24 tiếng sẽ được tiêm mũi viêm gan B. Nhưng mà hiện tại thì vaccine đang khan hiếm, cũng được các bác sĩ ở trong viện là tư vấn như vậy. Thì đây cũng là cái điều thiệt thòi. Việc vaccine viêm gan B miễn phí trong chương trình tiêm chủng mở rộng bị gián đoạn khiến các bệnh viện phụ sản, khoa phụ sản công lập không có vaccine để chích ngừa cho trẻ trong 24 giờ đầu sau sinh như lịch tiêm hiện hành.
Từ ngày 28 tháng 10 năm 2023, tại bệnh viện đã hết cái vaccine viêm gan B này. Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên thì cũng rất mong là các cấp lãnh đạo sẽ quan tâm, chú trọng đến cái vấn đề về tiêm chủng vaccine viêm gan B ở trẻ sơ sinh. Thì đây cũng là những cái mà tạo những cái điều kiện khởi đầu tốt nhất cho một đứa trẻ. Việc gián đoạn cung ứng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng khiến tỷ lệ trẻ được tiêm chủng giảm. Nếu như năm 2021, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cơ bản cho trẻ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt tỷ lệ xấp xỉ 88%, năm 2022 đạt 84%, thì 10 tháng đầu năm nay, tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đầy đủ cơ bản chỉ đạt 72%, trong đó có nhiều trẻ tiêm chủng dịch vụ. Trước tình hình trên, Sở Y tế tiếp tục kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo đẩy nhanh lộ trình cung ứng vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng. Các chuyên gia cảnh báo tỷ lệ tiêm chủng thấp do thiếu vaccine khiến các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát. Vì vậy, việc thiếu một số loại vaccine nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng do vướng thủ tục cần sớm được giải quyết để mọi trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, đặc biệt là trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện tiêm vaccine dịch vụ. Trong cơ cấu thu ngân sách nội địa của tỉnh Hưng Yên năm 2023, thu từ khu vực ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng 50% và có mức tăng trưởng cao. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên thu ngân sách nội địa ước đạt 29.500 tỷ đồng, trong đó thu từ khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 14.750 tỷ đồng, chiếm 50% số thu nội địa. Con số này cũng đạt gần 350% so với dự toán được giao năm 2023 và tăng gần 190% so với năm 2022. Số thu đạt cao so với dự toán và cùng kỳ là do chi nhánh Hưng Yên, công ty cổ phần Vinhomes phát sinh số nộp 10.600 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bất động sản trong dự án khu đô thị Ocean Park 2. Bên cạnh đó, do tác động của Nghị định 91/2022 của Chính phủ dẫn tới số nộp của một số doanh nghiệp trọng điểm tăng cao so với cùng kỳ. Nghị định này nới lỏng thời gian tạm nộp thuế cho doanh nghiệp thêm 3 tháng, nhưng nâng mức tạm nộp từ tối thiểu 75% lên 80%. Để đảm bảo tiến độ công trình và giải ngân vốn đầu tư công, cũng như chuẩn bị cho đổ ải vụ xuân 2024, hiện các chủ đầu tư thực hiện các dự án công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang quyết liệt đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án. Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống đường và kênh sau đầu mối trạm bơm Sài Thị, huyện Khoái Châu được cấp vốn cấp năm 2023 trên 17 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân được gần 14 tỷ đồng, đạt 82% so với kế hoạch. Đây là một trong 8 dự án chuyển tiếp đang được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công. Do phần lớn các công trình dự án của Ban làm chủ đầu tư là lĩnh vực thủy lợi, vì vậy chỉ khi bước vào mùa khô mới thi công được. Tuy vậy, nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang năm 2023 đến nay đã giải ngân đạt gần 69% kế hoạch. Trong đó có nhiều dự án sẽ phấn đấu hoàn thành sớm để lấy nước đổ ải cho vụ xuân 2024 như dự án cải tạo nâng cấp hệ thống đường và kênh sau đầu mối trạm bơm Việt Hòa cũng đã giải ngân được trên 11 tỷ đồng, đạt trên 85% kế hoạch. Nhà thầu thì cũng hết sức cố gắng, nỗ lực đưa toàn bộ máy móc cũng như là trang thiết bị, vật tư và con người vào để làm sao thi công hoàn thành tốt nhất cái dự án, đến khi làm sao mà đổ ải nguồn nước đầu tiên để về cho bà con vụ đông xuân. Riêng đối với nguồn cấp vốn năm 2023 của Ban đến nay đã giải ngân được 36% kế hoạch. Còn tại các dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh làm chủ đầu tư như cải tạo nâng cấp trạm bơm không ống cột nước thấp Trung Đạo, cải tạo nâng cấp trạm bơm không ống cột nước thấp Hồng Vân, đến nay đang được đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị thi công đã hoàn thành xong thi công phần dưới nước, chuẩn bị lắp máy bơm. Đến nay đã giải ngân đạt trên 60%. Năm 2023 chúng tôi có 2 dự án khởi công vào tháng 9 năm 2023. Chúng tôi quyết tâm đến 31 tháng 12 sẽ giải ngân được 95% ngân sách và đảm bảo được tiến độ đổ ải. Đến thời điểm này các dự án đã hoàn thành được khoảng 60% khối lượng rồi. Các công trình thủy lợi hoàn thành đi vào khai thác không chỉ đáp ứng cho nhu cầu tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mà còn góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Thưa
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành nghị quyết quy định về mức thu đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đây là nghị quyết thay thế cho nghị quyết số 205 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Điều 1. Về đối tượng áp dụng là tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo quy định của pháp luật khoáng sản, các cơ quan nhà nước tổ chức cá nhân khác liên quan trong việc quản lý thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Điều 2. Về mức thu đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 1. Đối với các loại cát khác, cát san lấp, cát xây dựng, mức thu 6.000 đồng trên 1 mét khối. 2. Đối với các loại đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình, mức thu 2.000 đồng 1 mét khối. 3. Đối với đất sét, đất làm gạch, ngói, mức thu 3.000 đồng 1 mét khối. 4. Đối với các loại đất khác, mức thu 2.000 đồng 1 mét khối. 5. Đối với nước khoáng thiên nhiên, mức thu 3.000 đồng 1 mét khối. Đối với các loại khoáng sản khác, không quy định tại khoản 1 điều này, trường hợp nếu có phát sinh trường hợp khai thác khoáng sản thì mức thu phí được áp dụng bằng mức thu tối đa của khoáng sản tương ứng theo quy định tại biểu khung mức thu phí ban hành kèm theo Nghị định số 27 năm 2023 của Chính phủ, quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Mức thu bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản theo quy định của pháp luật khoáng sản bằng 60% mức thu phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Để xử lý hiệu quả lượng rác thải sinh hoạt và hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, huyện Yên Mỹ đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó huyện chú trọng tuyên truyền để nhân dân xử lý rác hữu cơ ngay tại hộ gia đình. Trên địa bàn huyện Yên Mỹ mỗi ngày có khoảng 100 tấn rác thải sinh hoạt thải ra môi trường. Trước thực tế này, việc phân loại và xử lý rác thải hữu cơ ngay tại hộ gia đình được huyện Yên Mỹ đặc biệt quan tâm. Ngoài tuyên truyền, gần 10.000 hộ thực hiện phân loại rác thải hữu cơ ngay tại hộ gia đình. Từ đầu năm đến nay, lượng rác thải được đưa đi xử lý tại các nhà máy là gần 3.600 tấn, xử lý tại hố ủ rác tập trung của huyện khoảng trên 21.000 tấn. Đã tổ chức phun 27.000 lít chế phẩm, đảo trộn 136.000 mét khối rác thải tại các bãi rác chôn lấp. Để công tác bảo vệ môi trường đạt kết quả tốt hơn, huyện Yên Mỹ tiếp tục xây dựng mới và đưa vào hoạt động một khu xử lý chất thải tập trung phun chế phẩm sinh học tại xã Lưu Xá với diện tích gần 6.000 m2, xây dựng 2 điểm tập kết tại xã Yên Hòa và xã Đồng Than, củng cố 43 bãi chôn lấp, 27 điểm tập kết rác thải sinh hoạt ở 85 thôn. Thưa quý vị, là một làng cổ có từ lâu đời, người Mộc ở thôn Tri Lăng, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu được hình thành từ rất sớm. Hiện nay nhiều hộ dân làm nghề mộc mỹ nghệ ở đây đã và đang cố gắng phát huy giá trị của các sản phẩm mộc truyền thống mang tính riêng biệt và đặc trưng của địa phương, qua đó nhân rộng và phát triển thương hiệu của làng nghề. Ông Nghiệp ở thôn Tri Lăng đã nối nghiệp làm mộc của ông nội từ năm 15 tuổi. Đến nay ông đã có 42 năm kinh nghiệm trong nghề. Con trai vì thế cũng nối tiếp truyền thống của gia đình mà học theo nghề. Mỗi sản phẩm làm ra đều được gia đình ông lựa chọn tỉ mỉ, từ khâu chọn loại gỗ đến hoa văn chi tiết chạm khắc thủ công phức tạp và có tính thẩm mỹ cao. Sản phẩm và mẫu mã đa dạng cùng với kinh nghiệm lâu năm nên được thị trường ưa chuộng. Nhiều khách hàng ngoại tỉnh như Quảng Ninh, Hà Nội thường xuyên đặt hàng. Đồ mỹ nghệ này mà sản phẩm mà đẹp thì mình phải làm tay. Tất cả các đường nét chi tiết của nó thì nó có hồn rồi. Ông em truyền lại cho bố em là đời thứ ba phát triển cái nghề truyền thống của gia đình. Không chỉ riêng gia đình ông Nghiệp có truyền thống, cha truyền con nối, mà nhiều hộ làm mộc mỹ nghệ tại đây đều tự học từ những người đi trước, lâu dần thành nghề. Đặc trưng của làng nghề là làm chủ yếu bằng thủ công, nên đòi hỏi người thiết kế mẫu phải tỉ mỉ, có con mắt nghệ thuật, bàn tay tài hoa khéo léo, kết hợp cùng với kinh nghiệm được tích lũy nhiều năm. Ở đây, ngay cả những thanh niên trẻ nhất trong làng cũng có cả chục năm kinh nghiệm trong nghề. Em làm được phải 15 năm rồi. Lương của em bình thường thì nó rơi vào khoảng tầm 12-13 triệu một tháng. Thì mình càng nên phải phấn đấu, dần dần là phải hiện đại hóa. Tất nhiên những cái đường nét thủ công thì mình phải giữ, nhưng mình vẫn phải áp dụng theo cái máy móc hiện đại bây giờ cho những các cái mặt hàng nó đa dạng này, phong phú. Tự học hỏi, tự tham khảo. Đấy, và từ đó thì phát huy lên thì sẵn có những cái nghề này thì các con theo
được nghề mà phát triển được đến bây giờ. Trải qua nhiều thời kỳ, nghề mộc tại Chi Lăng ngày càng phát triển và lớn mạnh. Tính đến nay, làng có 204 hộ hoạt động nghề mộc mỹ nghệ. Sản phẩm làm ra rất đa dạng, phong phú, với trên 2.000 mẫu mã sản phẩm khác nhau, tạo việc làm cho trên 500 lao động tại địa phương với mức thu nhập bình quân từ 90 đến 100 triệu đồng một người trên năm. Trong tháng 4 vừa qua, xã Đại Tập đã vinh dự được đón bằng công nhận làng nghề mộc Chi Lăng. Thời gian tới, xã đang tập trung xây dựng và quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm mộc của địa phương. Mở những cái hội nghị tập huấn, chuyển giao khoa học hướng dẫn kỹ thuật để hướng dẫn người dân của chúng ta là đi sâu vào những cái ngành nghề của chúng ta, tăng năng suất, nâng cao tay nghề và cũng như là quảng bá những cái sản phẩm đi nhiều nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.